Rồi chúng ta sẽ hướng dẫn tích tốc bằng hai cách luôn nha. Như vậy chúng ta tách bằng cách là chúng ta tìm đường biên. Thì các bạn có thể là chọn cái vùng chọn trước, chọn cho nó sát, sát gần vô cái vùng mà chúng ta cần. Rồi như vậy khi chúng ta chọn như vậy á, thì chỗ này nó bị chọn dư nè. Ctrl Shift Y để chúng ta đảo vùng chọn lại. Rồi chỗ này chúng ta phải chọn ra tí xíu. Rồi trên tóc ở trên này. Rồi bây giờ và các bạn sẽ nhấn vô công cụ để cho chúng ta tìm cái đường biên. Như vậy trong này nó cho phép chúng ta là hiển thị ở chế độ nào mà chúng ta dễ nhìn thấy nhất. Đó, ví dụ như các bạn ở nền màu hồng thì các bạn có dễ thấy, hay là chọn nền đen hay là chọn nền trắng, tùy thuộc vào cái đối tượng mà các bạn muốn tách là gì, chứ không phải lúc nào cũng nền đen. Như vậy nếu mà các bạn tách tóc ở đây như vậy thì các bạn chọn nền đen là dễ thấy nhất, bởi vì bản thân cái nền của bức ảnh này nó là màu trắng, cho nên bạn lấy cái màu đen nằm ở dưới thì mình dễ thấy hơn. Đó. Ok, đó là cái phần chúng ta xem. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ cọ vẽ ở đây, cọ vẽ, để chúng ta sẽ vẽ cái phần biên, vẽ cái phần biên mà chúng ta muốn cho nó tách. Thì các bạn có thể là dùng cái radius, tức là cái số lượng pixel mà nó sẽ tìm để mà nó tính toán cái biên của chúng ta. Rồi sau khi mà chúng ta kẻ vẽ một đường thì nó sẽ tự động nó bôi, nó xóa đi cái nền trắng của mình. Đó, ví dụ chỗ này thì các bạn cứ vẽ bình thường, nó sẽ tự động nó xóa cái nền trắng. Chỗ này là cái vai đúng không? Rồi sau khi mà các bạn tách xong thì tất nhiên là nó còn cái phần mờ mờ nè. Mình sẽ chỉnh tí xíu, chỉnh tí xíu để mình mở rộng hoặc thu hẹp cái vùng chọn của mình. Đó. Những cái chỗ nào mà nhỏ quá thì nó tự động nó bỏ luôn. Rồi ok, sau khi mà chúng ta tìm biên xong thì các bạn sẽ tạo ra một layer mới với mặt nạ. Như vậy chúng ta đã tách tóc rồi, chúng ta thử lấy một cái nền để chúng ta bỏ vô, ví dụ cái nền xanh để chúng ta dễ thấy. Đấy, chúng ta đã tách xong. Bây giờ cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng kênh để chúng ta tách kênh. Rồi channel. Trong này chúng ta có 3 kênh và các bạn chọn kênh nào mà nó có cái độ tương phản cao nhất thì chúng ta dùng. Như vậy đây là blue. Các bạn nhân đôi lên. Nếu mà mình không nhân đôi đó
tí nữa mình tô trắng á là nó làm thay đổi cái bức ảnh của mình. Ví dụ thử đi nha, bây giờ mình tô trắng cho bức ảnh này đi, các bạn sẽ thấy là nó thay đổi ngay. Rồi ví dụ mình tô trắng một vùng nào đó, ok đấy, các bạn thấy bức ảnh của bạn thay đổi ngay lập tức. Ctrl Y trở lại đi. Đó, mất màu liền thấy không? Mình tô cái màu blue, tức là mình bỏ màu blue đi, rồi cái mặt của cô gái mất màu liền. Nói như này là tất cả là chúng ta phải sử dụng một cái kênh khác rồi chúng ta mới làm. Đó, chứ chúng ta không có sử dụng cái kênh mà trong bức ảnh của chúng ta. Như vậy thì các bạn sẽ double lên và mình sử dụng cái kênh thứ hai này để mình làm. Như vậy kênh này các bạn sẽ Ctrl L, các bạn sẽ điều chỉnh màu để tăng cái độ tương phản lên, tăng độ tương phản. Ctrl M, cái màu tối các bạn cho tối nhiều hơn, cái màu sáng cho sáng nhiều hơn. Rồi sau đó Ctrl Y, nhấn Ctrl Y đảo màu lại. Chú ý nè, mấy chỗ này nè, nếu như các bạn không tô đó là tí nữa nó sẽ tự động nó tách tóc vô đến bên trong này luôn á. Nó làm chỗ này nó gần như nó có trong suốt nhưng mà mình không thấy. Như vậy nó cũng không hay. Mình tô màu trắng là tô hết luôn cái vùng mà mình cần lấy. Kể cả cái tóc ở trên gáy này, trên đầu này. Chủ yếu là mình để lại cái phần này thôi nè. Phần này tí nữa nó tách nè. Còn phần bên trong này mình tô đều hết. Đó. Chủ yếu là phần phía ngồi biên thôi. Rồi sau đấy các bạn sẽ nhấn Ctrl và click chuột vô cái blue copy, trả lại các cái kênh của bức ảnh. Chỗ này mình bị thiếu rồi. Vậy thì mình phải làm gì nữa? Chưa có Ctrl, chưa có ở đây được, mà mình phải tắt mấy kênh này đi. Mình quay trở lại chỗ này, mình tô trắng thêm cho nó. Các bạn cho nhỏ cái cò lại. Được chưa? Rồi ok. Được không? Đây sát biên nè. Bỏ cái kênh này đi nha. Rồi quay qua đây. Các bạn sẽ Ctrl G hai lần. Ctrl G lần thứ nhất là nó chưa có tách gì hết trơn á. Ctrl G lần thứ hai là dựa trên cái background copy này nè. Đấy, nó mới tách cho các bạn. Vậy chúng ta đã có được cái layer 1 đã copy và tách xong. Cái lúc nãy nè, cái chúng ta mới tách nè, bằng kênh nè. Đó, như vậy chúng ta có hai cách để chúng ta tách tóc. Các bạn có thể chọn cách nào cũng kịp.